bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Top 5 nghệ sĩ được truyền thông xin biết yêu mến nhất năm 2022, Vương Hạc Đệ, Chủ Lê Dĩnh góp mặt. Vương Hạc Đệ, Chủ Lệ Dĩnh, Chú Nhất Long, Địch Lệ Nhiệt Ba và Đàn Kiện Thứ là những ngôi sao được lòng truyền thông hoa ngữ nhất trong năm 2022. Mỗi dịp cuối năm, Soho thường đưa ra danh sách những nghệ sĩ xứ chung khiến giới truyền thông yêu mến nhất trong năm. Danh sách này được tổng hợp dựa trên ý kiến của 50 đơn vị truyền thông, bao gồm truyền thông giải trí, truyền thông thời trang, truyền hình, báo và tạp chí. Đã hoạt động miệt mài suốt một năm qua, trải qua năm 2022, top năm những ngôi sao được lòng giới truyền thống nhất lần lượt là Vương Hạc Đệ, Triều Lê Dĩnh, Chú Nhất Long, Địch Lệ Nhật Ba và Đàn Kiện Thứ. Tiếp đến là các nghệ sĩ như Ngu Thư Hân, Lầm Nhất, Trương Vạn Ý, TNT, Trần Phi Vũ, Dương Tử, Hoàng Minh Hạo. Đánh giá chung về những ngôi sao này là thái độ chân thành, gần gũi, lịch sự, đáng yêu. Vương Hạc Đệ Những đánh giá mà dư truyền thông dành cho Vương Hạc Đệ phần lớn là nghệ sĩ bộm sinh, tràn đầy năng lượng, luôn miệng cười và độ hợp tác của đoàn đội rất cao. Một số nhận xét tiêu biểu dành cho Vương Hạc Đệ có thể kể đến như có những thời điểm các nghệ sĩ sẽ phải nhận lịch phỏng vấn liên tục những lúc như vậy họ thường rất mệt mỏi nhưng vương hạc đệ thì không mặc dù anh ấy cũng mệt nhưng vẫn duy trì được trạng thái cực kỳ tốt đoàn đội của vương hạc đệ không hề qua loa mà đối xử rất chú đáo với chúng tôi sau cuộc phỏng vấn khi chúng tôi đang thu dọn đồ đạc ở hành lang vương hạc đệ đã nghiêng đầu chào chúng tôi khi đi ngang qua vương hạc đệ rất đáng yêu đúng là một nghệ sĩ bẩm sinh nhiều ngôi sao nổi tiếng rất dễ tạo cảm giác xa cách, nhưng Vương Hạc Đệ hoàn toàn không như vậy. Sau một lễ trao dạy nào đó, Vương Hạc Đệ rất có thể bất ngờ xuất hiện trong một nhóm chat để giao lưu với truyền thông. Lúc trả lời phỏng vấn, anh ấy có thể vừa ngân nga vừa đọc rap, cũng có thể trêu đùa vui vẻ làm sôi động bầu không khí. Như một thiên tài nhỏ. Cả Vương Hạc Đệ và đoàn đội của anh ấy đều có độ hợp tác rất cao. Ekip thậm chí nhiều khi cũng sẽ đưa ra những gợi ý thú vị dựa trên sự hiểu biết của riêng họ về nghệ sĩ để giúp hoàn thiện đề cương phỏng vấn. Có thể thấy họ rất muốn hoàn thành cuộc phỏng vấn này. Luôn đáp ứng mọi yêu cầu, trả lời mọi câu hỏi và sẽ mỉm cười nếu đúng như gọi anh ấy là tôn thượng. Vương hạc đệ rất nghiêm túc trong việc trả lời phỏng vấn và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì phóng viên yêu cầu. Một nghệ sĩ từ chối khi được yêu cầu hát, còn Vương hạc đệ thì sẵn sàng quay cả clip ngắn cho bạn luôn. Triều lời Dĩnh, những từ khoa chính mà giới truyền thông dành cho chủ lời diễn là chân thành, chuyên nghiệp và thân thiện đáng yêu. Có người nói rằng cô ấy không tự nhiên khi diện đạt trước ống kính. Tôi cảm thấy không phải vậy. Chúng ta không nên đòi hỏi mỗi nghệ sĩ được phải ba hoa thổi phồng đủ điều trước ống kính. So với những người giỏi thể hiện bản thân, thì tôi lại thích những người không giỏi nói chuyện hơn, nhưng họ giỏi diễn xuất. Như vậy mới gọi là diễn viên. Hơn nữa không phải cô ấy không giỏi nói, mà chỉ là khi diện đạt thì cô ấy cần thận trọng, cần có thời gian suy nghĩ và sắp xếp ngôn từ để có câu trả lời tốt nhất. Kết quả là bạn sẽ nhận ra mỗi khi chiều lời diện nói về các vai diễn đều rất chuyên nghiệp và chuẩn xác. Triều Lệ Dịnh mặc dù không phải là nghệ sĩ nói chuyện quá thoải mái, tự tin trước truyền thông, nhưng khi phỏng vấn chắc chắn sẽ thấy được cô ấy không hề hời hợt, làm kiêu, phóng viên sẽ cảm nhận được sự chân thành, gần gũi, không hề mắc bệnh ngôi sao. Đây là điều tôi thích ở cô ấy. Tôi từng chụp ảnh cho cô ấy, đoàn đội Triều Lệ Dịnh và tôi khá quen thuộc rồi nên hợp tác khá vui vẻ, thoải mái. Chụp tạp chí thường rất mệt mỏi, nhưng khi hoàn thành tôi ngỏ ý muốn chụp ảnh chung, cô ấy luôn đồng ý một cách sảng khoái, trong ống kính phí rất xinh đẹp. Trước giờ phỏng vấn cô ấy vừa nghịch gấu bông vừa vui vẻ trò chuyện với chúng tôi. Khi tôi không nghe rõ một câu nào đó, cô ấy kiên nhận lặp lại với tới ba lần. Tuy rằng, cuối cùng tôi cũng vẫn chưa nghe rõ nhưng cô ấy vẫn luôn cười nói rất đáng yêu. Chỉ cần ngắm người đẹp tốt tính thôi là tâm trạng rất tốt rồi. Chú Nhất Long Chú Nhất Long được giới truyền thông nhận xét là người ấm áp, dạn dị và lịch sự và độ hợp tác cao của đoàn đội. Rất ấm áp, sau cuộc giao lưu về giới truyền thông ở đêm Xuân Vãn, đoàn đội của anh ấy gửi qua cảm ơn cho tất cả, bao gồm cả những đơn vị không thực hiện phỏng vấn với chú Nhất Long. Họ rất tỉ mỉ và chu đáo, kỹ năng nhận số tốt, ít nói, thật thà. Sau khi giành giải ảnh đề Kim Kê 2022, trong hội trường có nhiếp ảnh báo chú Nhất Long hạnh hôn trước cúp, nhưng anh ấy thật thà nói: dù rất yêu dạy kim kê nhưng tôi không thể hôn chiếc cúp hình gà trống được. Hóa ra trong một cuộc phỏng vấn trước đây, chú Nhất Long từng nói rất sợ gà, đột nhiên tôi cảm thấy anh ấy thật thú vị. Khi tôi đang tạm nghỉ ở cần lan can trong lúc làm việc, chú Nhất Long mặc áo gió đi qua ở tầng dưới đột nhiên ngước lên và chào tôi, một người đàn ông lịch sự và đầy sức hút. Ekip của chú Nhân Long là đoàn đội hiệu quả và chuyên nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Họ kết nối rất thống suốt và phản hồi kịp thời, không khiến mọi người phải làm việc quá giờ một cách khó hiểu như những ngôi sao khác. Chú Nhân Long cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái trong cuộc phỏng vấn, dù có một số câu hỏi anh ấy không tiện trả lời. Địch lệ Nhật ba Giới truyền thông đánh giá mỹ nữ Tân Cương Địch lệ Nhật ba là người hài hước, e cao và hòa đồng như bạn bè. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất thú vị và chân thành, không hề khiến phóng viên cảm thấy khó chịu chút nào dù cuộc phỏng vấn kết thúc cô ấy cũng sẽ không trở về phòng riêng ngay mà ở bên cạnh trò chuyện cùng phóng viên khi họ thu dọn đồ đạc đi lệ nhật ba thực sự rất xinh đẹp tốt bụng ở ngoài đời cũng rất hài hước có lần đơn vị truyền thông quên không xé nhãn búp bê bình thường không mấy nghệ sĩ để ý đến điều này có thấy cũng sẽ không xử lý nhưng cô ấy nhìn thấy liền nhanh nhẹn đưa tay xé nhãn mát rồi cắt vào túi mình đi lệ nhật ba có độ hợp tác rất cao khi trả lời rất có chính kiến suy nghĩ riêng chân thành đáng yêu khiến mọi người yêu thích Đó Đặc biệt, cô ấy rất gần gũi, thường xuyên trò chuyện với phóng viên về việc nhà như bạn bè vậy. Đàn Kiện Thứ Ngôi sao mới của Xí Biết 2022, Đàn Kiện Thứ được nhận xét là người có trách nhiệm, chăm chỉ và nghiêm túc. Dù phải quay phim vào ngày sinh nhật, gần như không có thời gian rảnh nhưng anh ấy vẫn nhận lời phỏng vấn. Bản thân Đàn Kiện Thứ rất khó trách nhiệm, nghiêm túc trả lời các câu hỏi. Đoàn đội của anh ấy cũng rất hợp tác, không tự ý xóa và sửa bản thảo, không thúc giục, rất chuyên nghiệp. Cho dù là trước hay sau khi nổi tiếng, thái độ của anh ấy đối với mọi người và mọi việc đều rất khiêm tốn. Ngay cả khi lịch trình rất bận rộn, đàn kiện thứ sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành những bài phỏng vấn đã hứa, đáp ứng các yêu cầu, không hề dạ tạo. Đội ngũ của anh ấy cũng rất tận tụy và tích cực, tuyệt đối tôn trọng và hợp tác với công việc của giới truyền thông. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo